Khe hở môi vòm hay còn gọi là khe hở môi hàm ếch là dị tật bẩm sinh thường gặp nhất trong các loại dị tật bẩm sinh. Ở Việt Nam thì cứ 700 trẻ sanh ra thì có thể có một trẻ mắc dị tật này. Đó, dị tật này sẽ khiến cho trẻ là khó khăn, gặp một số khó khăn trong việc ăn uống, phát âm, giao tiếp và hòa nhập với xã hội. Đó, tháng 8 vừa rồi thì khoa răng hàm mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tổ chức lễ kỷ niệm hoàn tất điều trị toàn diện cho 10.000 trẻ có khe hở môi vòm. Đây là một con số rất là ấn tượng, cho thấy kinh nghiệm dày dạn của bác sĩ răng hàm mặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Đồng thời, khoa răng hàm mặt cũng chính thức cho ra mắt trung tâm điều trị toàn diện hợp tác với tổ chức từ thiện SmileStand Hoa Kỳ để cùng làm sao phối hợp giúp đỡ những trẻ có những dị tật này. Còn xin mời quý phụ huynh lắng nghe chia sẻ của một vị chuyên gia, người đã trực tiếp tổ chức và cùng với ekip phẫu thuật Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đem lại nụ cười cho các trẻ có khe hở môi vòm trong hơn 30 năm qua. Vâng, vị chuyên gia đó không ai khác chính là tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Đậu, là trưởng khoa răng hàm mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1. Xin chào tiến sĩ bác sĩ Thùy Dương, MC của chương trình và đồng thời cũng là đồng nghiệp của tôi. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa anh Đậu, thì ban đầu ngay chương trình thì mời anh chia sẻ đôi nét về dị tật khe hở môi vòm cho quý phụ huynh. Vâng, thưa quý vị, cũng theo lời dẫn của tiến sĩ Thùy Dương, thì tôi cũng xin được phân tích sâu hơn thế nào là một em bé bị dị tật khe hở môi vòm. Dị tật khe hở môi vòm, đó là một dị tật rất là thường gặp ở trẻ con, với cái tỷ lệ rất là đáng kể, đó là cỡ khoảng 1/700, thậm chí đến 1/600 trẻ sinh ra mắc phải cái dị tật này. Dị tật khe hở môi vòm đó là sự xuất hiện một cái khe hở khởi đầu từ phần môi trên, lan vào sàn mũi, đi sâu vào nơi cung răng, đi sâu hơn nữa vào vùng khẩu cái mềm, khẩu cái cứng và tận hết ở vùng lưỡi gà. Đây là một cái dị tật mà có lẽ là được phát hiện sớm nhất trong tất cả các dị tật mà trẻ con chúng ta mắc phải. Có thể là bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hoặc là ngay cả từ khi bé sinh vừa lọt lòng khỏi lòng mẹ thì bất kỳ ai có dịp nhìn thấy khuôn mặt cháu cũng có thể chẩn đoán dễ dàng ngay là em bé này nó bị khe hở môi vòm. Về mặt chủng tộc thì người ta nhận thấy rằng cái người da đen lại là một cái chủng tộc may mắn khi là người họ rất ít bị cái dị tật khe hở môi vòm này. Nhưng mà ngược lại, người da trắng, người da màu thì trong đó có người Việt Nam chúng ta lại là một cái nhóm chủng tộc mà cái tỷ lệ mắc bệnh khá cao. Tại Việt Nam mình, qua các cái nghiên cứu của nhiều tác giả từ trong vòng khoảng một thập niên trở lại đây thì cho chúng ta thấy rằng vào khoảng năm 2006 thì tác giả Phan Quốc Dũng đã làm một cái nghiên cứu tại Bệnh viện Từ Dũ về cái sức độ xuất hiện khe hở môi vòm ở trẻ sơ sinh, thì ông đã có kết luận rằng tỷ lệ này là 1/700 và nó bằng với tỷ lệ trung bình của thế giới. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là 10 năm sau, tức là 2016, thì tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các đồng nghiệp đã thực hiện một cái nghiên cứu về tần suất xuất hiện bệnh, thì tỷ lệ này không còn là 1/700 mà nó đã tăng lên là 1/600, tức là 600 trẻ sinh ra đã có một trẻ mắc phải. Hiện nay cái tỷ suất xuất sinh của trẻ Việt Nam mình đã là khoảng 1,5 triệu ca trong vòng một năm. Thì với cái tỷ lệ là 1/600 trẻ sinh ra thì mắc khe hở môi vòm, thì chúng ta làm một bài toán thì chúng ta thấy rằng mỗi năm như thế chúng ta đón nhận ít nhất là khoảng 3.000 ca mới của khe hở môi vòm. Một con số cũng đáng được quan tâm trong cái thế thì bệnh lý khe hở môi vòm nó có thể là xuất hiện đơn lẻ như chúng ta thường thấy, nhưng mà đôi khi nó lại đi kèm với các hội chứng. Trong nhi khoa thì chúng ta có thể thấy một em bé nó có khe hở môi vòm nó đi kèm trong hội chứng Pierre-Robin hay là các hội chứng khác, ví dụ như là hội chứng Van der Waal, hay là đi kèm với lại các những cháu mà bị tim bẩm sinh chẳng hạn. Và đặc biệt là nếu xét ở phạm vi mà khu vực là sọ mặt thì cái khe hở môi vòm nó cũng đi kèm với các cái hội chứng sọ mặt thường gặp
ví dụ như là hội chứng Tricher-Collins, hội chứng Francesetti, hội chứng Aber hay là hội chứng O'Brien. Do vậy mà với cái những cái thể kết hợp này, nó làm cho vấn đề mà điều trị cái các trẻ khe hở môi vòm nó lại trầm trọng hơn. Dạ, cảm ơn phần chia sẻ của anh. Quý phụ huynh thấy đó, đây là vậy là cái dị tật này như tôi nói vừa nãy là dị tật thường gặp nhất đó, và không nói chúng ta không có nhiều khi dị tật này sẽ phối hợp thêm những dị tật khác nữa. Vâng, xin anh chia sẻ thêm là nguyên nhân làm sao mà gây ra vấn đề trẻ có cái khe hở môi vòm. Nói về nguyên nhân thì hiện nay là y văn thế giới cũng đang tập trung vào ba cái nhóm nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là di truyền, tức là những thế hệ đời trước của bé có mang cái bệnh này thì qua cái di truyền, qua gen, bệnh có thể xuất hiện ở thế hệ con cháu. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà trẻ mà mắc bệnh do di truyền thì chiếm cái tỷ lệ thấp trong tổng số các cháu. Nhưng mà cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân đáng lưu ý, đó là trẻ bị khe hở môi vòm do tác động của môi trường bên ngoài. Thế thì môi trường bên ngoài là gì và cái tác động nó làm thế nào mà cháu nó sinh ra cái khe hở này? Xét về cái quá trình mà hình thành và phát triển khu vực hàm mặt trong phôi thai, thì trong 3 tháng đầu của thai kỳ là khoảng thời gian mà 5 cái nụ mặt, 5 nụ mặt này tức là 5 cái mầm mà nó phát triển dần để nó tạo nên cái khuôn mặt hoàn thiện trong tương lai. 5 nụ mặt này trong 3 tháng đầu sẽ phát triển về mặt kích thước, đồng thời nó tiến gần lại với nhau và nó kết dính với nhau. Tuy nhiên nếu như mà có một cái nguyên nhân nào tác động từ môi trường bên ngoài, nó làm ảnh hưởng đến cái quá trình kết nối, kết dính đó, và nếu như nó xuất hiện ở môi, ở vòm, thì làm cho cái phần môi, phần vòm đó không có dính nhau lại và nó tồn tại cái khe hở đến lúc cháu sinh ra. Những yếu tố môi trường nào ảnh hưởng? Thì rất nhiều yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng. Cái thứ nhất là nói về sức khỏe và bệnh lý của người mẹ trong cái 3 tháng đầu mang thai. Nếu như 3 tháng đầu đang mang thai em bé mà người mẹ bị nhiễm các bệnh, ví dụ như là bệnh rubella, nhiễm bệnh cúm, bệnh quai bị, nhiễm HIV, hay là bị một số bệnh mãn tính, ví dụ như đái tháo đường, viêm khớp, vẩy nến, hay là bị cái bệnh thai đa ối, thì cháu nó sinh ra nó cũng bị khe hở môi vòm. Bệnh là thường liên quan đến thuốc. Trong điều kiện y tế hiện nay, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, thì một cái là về mặt kiến thức, nhiều khi một cái người phụ nữ, nhất là những trẻ gái mà mới lớn lên, ví dụ như là bạn ấy mang thai lần đầu, thì rất nhiều bạn không có cảm nhận được là mình đang mang thai, để mà có cái khái niệm là phải gìn giữ bảo vệ cho mình và thai nhi. Và chính vì vậy mà trong khoảng thời gian 3 tháng đầu đó, chẳng may mà nếu như bạn bị mắc một cái bệnh nào đó, thậm chí những cái bệnh cảm, sốt thông thường, nhưng mà nếu như bạn không biết, bạn tự mua thuốc, bạn uống vào, thì chính cái thuốc đó nó cũng trở thành cái nguyên nhân để mà ngăn cản cái sự kết nối của các khe, có các nụ mặt, làm cho cháu nó bị khe hở môi vòm. Thế thì điều đáng buồn là rất nhiều cái loại thuốc, thậm chí có những loại thuốc chúng ta nghĩ là nó rất là bình thường, thông thường sử dụng, nhưng mà nếu như dùng trong 3 tháng đầu thì đứa bé vẫn có thể bị khe hở môi vòm. Tôi nói ví dụ như kháng sinh. Kháng sinh thì có ai nghĩ rằng amoxicillin, một kháng sinh rất là phổ biến, hay là oxytetracycline cũng rất là phổ biến, nhưng mà hai cái loại đó mà nó dùng trong 3 tháng đầu thì người mẹ vẫn bị nguy cơ. Hay là thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, ví dụ như ibuprofen. Ibuprofen là thuốc mà bác sĩ chúng ta sử dụng đầu tay, hay là aspirin. Aspirin nó cũng vẫn có nguy cơ gây nên cái bệnh này. Hay là một số loại thuốc an thần, thuốc chống động kinh, thuốc chống ung thư, số thuốc điều trị huyết áp, thậm chí ngay cả cái thuốc mà trị mụn, bôi lên trên mặt để mà sức mụn, nó cũng có thể là gây nên cái nguy cơ này. Do vậy là tôi mới vừa nói là bệnh là một, thứ hai nữa là bệnh thì dùng thuốc.
Ngoài ra mà yếu tố môi trường á, nó còn tác động đến bà mẹ qua cái cơ chế hóa học. Thí dụ như là khói thuốc lá, thí dụ như là khí thải của ô tô, của nhà máy, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, và đặc biệt là ở xứ Việt Nam mình thì có thêm một cái hóa chất mà nó đi vào lịch sử, đó là chất độc dioxin. Đó là những các cái yếu tố hóa học mà liên quan đến cái khe hở này. Ngoài ra song hành với yếu tố hóa học thì còn yếu tố vật lý. Yếu tố vật lý, thí dụ như là vì lý do nào đó trong 3 tháng đầu bà mẹ bị tiếp xúc với tia X nhiều, hay là làm ở một cái môi trường mà có ảnh hưởng của phóng xạ, hắt xạ, hay là người ta cũng đề cập đến cái chuyện là người mẹ mà nó sống ở cái vùng cao, vùng núi cao, thật cao thì cái cường độ tia mặt trời tiếp xúc với bà mẹ đó thì nó sẽ nặng hơn, nhiều hơn so với những người sống ở đồng bằng, và nó cũng là yếu tố nguy cơ. Hay là những gia đình nó làm những cái nghề tiếp xúc với chì, ví dụ như là chế biến bình ắc quy chẳng hạn, vân vân. Và đặc biệt là các chất thải công nghiệp, thí dụ như chúng ta đã nghe đến cái chất thải công nghiệp của nhà máy Formosa thải chất thải ra biển mà hàng loạt cá chết ở năm nào ở khu vực miền Trung chẳng hạn. Thì những cái chất vật lý kèm với cái bản chất hóa học của nó cũng có thể gây nên cái tác hại. Ngoài ra là người ta còn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của bà mẹ trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Nếu như trong khoảng thời gian 3 tháng đó mà cái dinh dưỡng của bà mẹ mà nó thiếu những cái chất căn bản, ví dụ như là axit folic, vitamin nhóm B, hay là yếu tố kẽm, hay là một bà mẹ mà ăn kiêng để giữ dáng, hay là thậm chí béo quá, béo phì quá thì ăn kiêng để giảm cân, vân vân, thì cũng làm cho ảnh hưởng đến cái sức khỏe của thai nhi. Và ngoài ra chuyên biệt hơn, có những bà mẹ, ví dụ như những bà mẹ nghiện rượu, những bà mẹ nghiện cà phê, thì rượu và cà phê cũng là yếu tố tác hại đến của thai nhi. Và đồng thời trong thời đại ngày nay, người ta thấy là ngoài những yếu tố cụ thể về mặt vật chất như là tôi vừa trình bày ở trên, thì thậm chí là yếu tố tinh thần nó cũng ảnh hưởng nữa. Là giả sử như cũng là yếu tố tâm lý, mà trong thời gian phụ nữ đang mang thai mà họ gặp một cái stress về mặt tình cảm, ví dụ như vợ chồng đổ vỡ, làm ăn thất bại, hay là một cái mất mát đột ngột nào đó xảy ra trong thời gian đó, thì em bé nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, cũng có thể dễ mang bệnh. Ngoài ra là ở một số xã hội, đặc biệt là những nước chậm tiến, thì người ta cũng đề cập đến cái chuyện là tuổi của bà mẹ, những nơi mà có cái tục cưới hỏi sớm đó, ta gọi là cái tục tảo Tảo hôn hả, hôn, tảo dạ, hôn, tảo và hôn. cưới hỏi sớm, thì bà mẹ sinh con ở cái tuổi quá bé. Thí dụ như là tôi đã từng gặp bà mẹ 13 tuổi mà đã sinh con, một đứa con cháu nó bị sứt môi cả hai bên, Dạ. thì hoặc là bà mẹ quá lớn tuổi, thì chuyện này Y Văn cũng đã đề cập nhiều, mẹ lớn tuổi quá thì con sinh ra cũng có thể có nhiều, không những sứt môi hở vòm mà cũng có thể nhiều nguy Nhiều cơ bệnh khó lý khăn. khác. Thế thì nói tóm lại, hai nguyên nhân chính mà tôi vừa đề cập đó là yếu tố di Di truyền, chuyển thuốc. Dạ. nhưng mà đặc biệt là yếu tố môi trường. Gần đây người ta còn nêu lên một cái nhóm nguyên nhân thứ ba, đó là sự tương hỗ giữa cái yếu tố di truyền và cái yếu tố môi Môi trường. trường. Môi trường có nghĩa là một cá thể có thể đang mang trong người cái yếu tố di truyền về bệnh là sứt môi hở vòm, nhưng mà vì lý do nào đó cái bệnh đó nó chưa có thể hiện bằng cái kiểu hình như mình thấy. Nhưng mà nếu như gặp sự thuận lợi của môi trường thì nó sẽ kích hoạt cái gen mà quy định cái bệnh lý sứt môi hở vòm nó hoạt động, cho nên thì đứa bé sinh ra nó sẽ bị khe hở môi Dạ, vòm. vâng. Vậy thì khi mà họ liệt kê ra rất là nhiều nguyên nhân như vậy, thì theo anh thì làm sao để phòng ngừa hoặc có những biện pháp nào không để chúng ta giảm thiểu cái nguy cơ dẫn tới dị tật này? Chúng ta đã đề cập đến những cái yếu tố chính làm cho em bé nó bị dị tật. Nhưng mà thứ nhất là đối với di truyền thì rất khó để mà dự phòng. Tuy nhiên, khi nãy chúng ta bàn với cái chuyện là sự tương hỗ giữa yếu tố môi trường và di truyền. Nếu như một yếu tố môi trường tốt thì có thể là những đặc điểm di truyền nó không có phát triển. Do vậy, một cuộc sống tốt vẫn là cái để mà ngăn ngừa nếu chẳng may em bé đó đã mang một cái gen di truyền trong người. Vấn đề thứ hai là đối với các tác hại của môi trường về vật lý, hóa học, vân vân, thì cái này là
đòi hỏi là phải có cái sự cộng hưởng từ cái cơ chế chính sách của nhà nước, từ các đơn vị quản lý xã hội về các vấn đề môi trường. À, cộng thêm vào đó, ý thức của mọi người dân làm thế nào để bảo vệ môi trường chúng ta nó trong lành, thì như thế là cũng góp phần cho bảo vệ cho các bà mẹ. Cái cần thiết nhất là chúng ta cần nâng cái hiểu biết của thai phụ. À, nghĩa là mình chuẩn bị sẵn cái một kiến thức gọi là kiến thức sinh sản cho những trẻ bé gái trước cái tuổi nó lập gia đình, để rồi khi nó đến tuổi sinh con nó biết được là nó cần chuẩn bị những cái gì. Thì tôi nghĩ đây là một cái điều lý tưởng nhất, bởi vì không ai biết sức khỏe cơ thể mình bằng chính mình. Đó. Đặc biệt là ở các nhà bảo sinh, bảo sanh, hãy xin dành những cái lời nhắn nhủ là người mẹ nếu muốn con mình lành lặn thì hãy chú ý đến cái khoảng thời gian 3 tháng đầu sau sinh. Nhân cái chuyện nói chuyện phòng ngừa thì tôi hơi trở lại với vấn đề xã hội một tí. Đó là do cái sự hiểu biết về cái nguyên nhân gây bệnh của cộng đồng chúng ta cũng còn khá hạn chế. Và chính vì vậy mà nó để lại những cái hậu quả đáng buồn trong cách ứng xử giữa những người thân trong gia đình, giữa xã hội với lại người sinh ra một đứa trẻ khe hở môi vòm nó còn nhiều sai lệch. À, tôi muốn nói đến cái chuyện rằng một số người cho rằng một đứa trẻ của một gia đình nào đó, của một bà mẹ nào đó mà sinh ra mà thiếu lành lặn á, thì đó là lại là vấn đề nhân quả của cuộc sống. Tôi nhắc lại là họ cho là đó là vấn đề nhân quả. Họ cho rằng những người của đời trước, những người lớn của kiếp trước ăn ở như thế nào đó mà có thể là thất nhân bất đức, và cái thế hệ sinh ra là đứa bé đó nó gánh chịu những cái hậu quả của đời trước mà khiến nó sinh ra nó không lành lặn. Bởi vì quan niệm như thế mà cho nên là đã có những cái sự bất hòa giữa bên nội bên ngoại. Khi chẳng may một đứa bé chào đời mà nó không được lành lặn, bố mẹ cũng sinh ra là cũng đi đến tình trạng là phân vân về cái bệnh của con mình. Rồi dẫn đến chuyện có thể là từ đó mà làm rạn nứt cái tình cảm vợ chồng. Và cuối cùng lẽ ra em bé nó thiếu may mắn thế này nó sẽ được sự quan tâm chăm sóc của cả một họ hàng, cả một đại gia đình thì mới là hợp lý. Nhưng ngược lại nó lại rơi vào tình trạng bị bỏ rơi, bởi vì người ta hiểu không đúng về cái nguyên nhân tại sao mà cháu bé nó sinh ra nó không lành lặn. Và chúng tôi mới vừa nói rằng cần cung cấp kiến thức cho các bà mẹ mở rộng hơn. Cộng đồng chúng ta cũng nên biết về cái bệnh này để có cách ứng xử giữa người với người sao cho nó hợp tình, hợp lý, và cháu bé, đặc biệt là mẹ cháu bé sẽ được người thân trong gia đình, được cộng đồng quan tâm nhiều hơn khi chẳng may là cháu nó sinh ra nó bị khe hở môi vòm. Vâng, đây là những chia sẻ rất là bổ ích cho quý phụ huynh và cộng đồng chúng ta, để làm sao chúng ta có một cái nhìn hiểu rõ hơn về dị tật khe hở môi vòm. Đã, bây giờ chẳng may khi mà đứa nhỏ đã có cái dị tật này đó, thì như bác đầu vừa chia sẻ là chúng ta sẽ chẩn đoán cũng rất là dễ thôi. Từ khi sinh ra chúng ta đã có thể nhìn thấy rồi. Đó. Vậy thì khi mà trẻ sinh ra có dị tật này thì trẻ thường gặp những khó khăn nào ạ? Tôi vừa giới thiệu rằng một cái trẻ khe hở môi vòm thì khi sinh ra khe hở nó sẽ xuất hiện ở trên môi, nó làm cho hai cái mũi, cái sàn mũi nó bị trống, nó hở ra, và trong miệng cả một cái khe hở nó xuyên suốt cho tận đến lưỡi gà. Do vậy những cái ảnh hưởng của cháu, tức là những cái ảnh hưởng mà nó liên quan trực tiếp đến những cái cấu trúc mà nó không được kết nối hoàn hảo với nhau. Đầu tiên, cái mà ai cũng có thể cảm nhận và đánh giá được đó là vấn đề thẩm mỹ của khuôn mặt. Thẩm mỹ khuôn mặt, chúng ta sẽ thấy rằng một khuôn mặt rất là biến dạng, rất là biến dạng. Và đặc biệt khi cháu cười, cháu khóc á, thì hình ảnh nó lại càng đầy cảm xúc. Cũng chính vì cái thẩm mỹ mà khiến cho nhiều trường hợp đứa bé nó bị bố mẹ là giấu kín đi sự hiện diện của nó, không để cho người thân biết, không để cho hàng xóm láng giềng bạn bè biết, bởi vì họ mặc cảm. Thế thì cái thẩm mỹ nếu như chúng ta không điều trị thì cái thẩm mỹ nó sẽ đi với đứa bé suốt cả cuộc đời của nó. Và cái chuyện điều trị thế nào tôi sẽ nói tiếp. Nói tóm lại là ảnh hưởng đầu tiên mà chúng ta cảm nhận là đó là cái thẩm mỹ.
Cái vấn đề thứ hai là do sự tồn tại khe hở và em bé sinh ra thì nó không bú được, ảnh hưởng đến chức năng bú. Khi nó nuốt á, thì mũi và miệng nó thông với nhau, nó dễ bị sặc là hai. À, thứ ba nữa là khả năng về mặt tiếng nói của nó rất là hạn chế. Và thứ tư nữa là gì? Do mũi miệng thông thương cho nên nó rất là dễ bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường hô hấp. Nhiễm khuẩn thì phải điều trị, thì phải dùng kháng sinh, cho nên cơ thể nó là một cơ thể còi cọc, ốm yếu. Và đặc biệt là đối với cái đường tai mũi họng, một cái viêm nhiễm thường xuyên thế khiến cháu nó rơi vào tình trạng là dễ bị các cái bệnh lý viêm tai mãn tính, cấp tính, để rồi khả năng nghe của nó rất kém. Khả năng nghe mà nghe kém thì không thể nào nói tốt, cho nên một cái vòng luẩn quẩn giữa nghe và nói là rất là kém phát triển. Đó là những liên quan đến những cái chức năng. Một điều nữa là cứ theo thời gian cháu nó sẽ lớn dần lên, và nếu chúng ta không điều trị tốt những cái hạn chế của cháu thì nó là thẩm mỹ kém, khả năng nghe nói kém, cơ thể ốm yếu vì cái dinh dưỡng hấp thu nó kém, thì cháu sẽ rất dễ rơi vào cái tình trạng là bi quan, mất tự tin. Khi vào trường học thì do là diện mạo tiếng nói lạ đời như thế, cháu nó rất dễ bị bạn bè xa lánh. Và nếu như gặp những người và bạn mà thiếu hiểu biết nữa thì họ có thể có những cái hành động và những cái ngôn từ mà làm tổn thương đến cái tâm hồn của cháu. Ví dụ như là kêu bạn mình là ông mày mày mặt mày như quỷ gì đó, mặt mày như ma vân vân ha, hay là rủ nhau là cô lập không chơi với bạn ha. Thì dần dần em bé nó sẽ bị tổn thương tâm lý. Rất nhiều cháu bỏ học vì cái đối xử của bạn bè rồi như thế ha. Để rồi anh là từ thiếu nhi nó chuyển qua thiếu niên, từ thiếu niên nó trở thành thanh niên, mà nếu như y tế và xã hội không can thiệp kịp thời thì nó sẽ trở thành một cái đứa trẻ nó lạc loài thì cũng dễ hư hỏng là cũng có thể là dễ dẫn đến những cái tội phạm. Một cái nghiên cứu ở Anh lâu quá rồi tôi không nhớ là báo gì nêu, nhưng mà người ta thấy rằng trong các tội phạm ở tuổi vị thành niên thì những trẻ mà nó có dị tật cơ thể đi kèm nó chiếm 15%, mà trong đó người ta cũng đặc biệt chú ý đến những trẻ bị khe hở môi vòm. Do vậy là đây không còn là vấn đề sức khỏe, đây không còn là vấn đề mà chỉ là ngành y tế kiểu gì, mà nó mở rộng ra là nếu chúng ta làm không tốt thì cả xã hội chúng ta phải gánh những cái hậu quả là có những con người nó. Như bác sĩ Đào vừa chia sẻ là chúng ta không chỉ quan tâm trẻ về vấn đề ăn uống, không chỉ quan tâm về vấn đề phát âm, mà trong đó vấn đề dinh dưỡng, vấn đề về tâm lý và điều trị toàn diện vô cùng quan trọng. Vậy thưa bác, xin bác chia sẻ về những phương pháp tiếp cận và điều trị dị tật này. Đây là cũng một cái là chủ đề rất mới mà cũng rất hay. Rất hay. Đó là cái việc điều trị cho trẻ khe hở môi vòm. Vấn đề đặt ra là trong quá khứ chúng ta điều trị như thế nào? Và đúng hay không đúng? Và hiện nay chúng ta sẽ làm gì? Thế thì chúng ta biết rằng cái chuyện mà điều trị cho một cái trẻ khe hở môi vòm thì trước đây trong khoảng hai thập niên trước đây thì việc điều trị cho trẻ khe hở môi vòm chỉ dừng lại ở chuyện nào phẫu thuật đóng cái khe hở môi cho kín lại, phẫu thuật đóng cái vòm cho kín lại, và đa số các bác sĩ nghĩ rằng công việc điều trị như thế là đã đủ. Bố mẹ cũng thế, cũng rất là thỏa mãn khi là con mình đã được bác sĩ phẫu thuật đóng cho nó kín lại. Đóng kín lại và cái mặt nó bây giờ trông đẹp hơn trước kia, trông được hơn trước kia. Đa số là dừng lại ở mức độ đó và chấp nhận rằng kết quả điều trị như thế là đủ. Tuy nhiên là trong một số khảo sát dài hạn thì người ta đang thấy rằng điều trị như thế là chưa đủ. Bởi vì khi chúng ta theo dõi các cá thể đó khi lớn lên thì mới nhận phát hiện ra là họ còn rất nhiều có tồn tại mà do cái bệnh lý hồi mới sinh ra còn để lại trên cơ thể họ. Ví dụ như khuôn mặt họ
tuy là khe hở được đóng kín nhưng mà nhìn kỹ thì mũi vẫn còn xẹp, môi nó có vẫn còn lép, vẫn còn giật lên, răng thì vẫn còn lộn xộn, răng nướu thì vẫn còn có một cái khe hở chưa hoàn thiện. Rồi tiếng nói, đặc biệt là tiếng nói, tiếng nói của họ là một cái giọng nói rất là đặc biệt. Người ta nói là cái giọng gọi là giọng mũi đặc trưng của... Và như tôi, phần tâm lý tôi trình bày khi nãy, họ lớn lên, họ cũng khó khăn khi mà hòa nhập vào cộng đồng, bởi vì cũng cơ thể họ chưa được trọn vẹn. Và chính vì vậy mà khảo sát về đời sống kinh tế của họ thì đa số họ là những người có mức thu nhập thấp, có học vấn kém, và để rồi cuộc sống của họ nó vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Và chính vì điều đó mà trong vòng cỡ khoảng là 20 năm trở lại đây, Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là những người mà chuyên điều trị cho các đối tượng này đã suy nghĩ rằng phải thay đổi cách điều trị. Và tùy theo điều kiện của mỗi nước, mỗi đơn vị y tế mà người ta thay đổi cái cách điều trị của mình khác nhau. Tuy nhiên, tất cả những sự thay đổi đó được gọi chung bằng cái từ là điều trị khe hở môi vòm theo quan điểm mới. Thế thì quan điểm mới là gì? Cái thứ nhất là đây là một quá trình điều trị rất là sớm. Nếu trước kia là cháu sinh ra rồi á, thì chúng ta mới bắt đầu bàn chuyện điều trị. Nhưng bây giờ thì không. Nếu như cháu đó là cháu mà được theo dõi thai kỳ tốt, thì khi mà bác sĩ siêu âm theo dõi thai mà phát hiện ngay trong bào thai, thường là cỡ khoảng thứ tư, thứ năm, phát hiện là cháu bị khe hở môi vòm thì đã phải vào cuộc để mà can thiệp, để mà tư vấn. Có nghĩa là lúc đó là lúc mà chúng ta đã bắt đầu có quy trình điều trị toàn diện của mình. Quy trình nào cái dài cho đến lúc cháu sinh ra, cháu lớn dần lên và chỉ hoàn thiện hoặc chỉ chấm dứt khi mà cháu ở tuổi trưởng thành. Và lúc đó tất cả các mục tiêu đặt ra phải đạt được. Đó gọi là quá trình điều trị toàn diện. Với khoảng thời gian đó và các mục tiêu đặt ra, thế thì mục tiêu đặt ra là gì? Thứ nhất là phải hoàn thiện về mặt thẩm mỹ cho cháu. Thứ hai là phải hoàn thiện về mặt chức năng. Thông thường thì khi lớn lên đó thì chức năng ăn uống của cháu nó đã được khắc phục rồi, nhưng mà còn lại là tiếng nói, khả năng nghe, hay là nghe và nói là hai. Thứ ba nữa là cái vấn đề là sức khỏe tổng trạng chung. Và đặc biệt cái thứ tư, làm thế nào để mang lại sự tự tin cho cháu, để mà cháu có thể mạnh dạn hòa nhập vào trong cộng đồng xã hội và có thể phát huy được cái năng lực cá nhân của mình, cái tài năng bẩm sinh của mình, tài năng thiên phú của mình. Thì đó mới là chúng ta mới đạt được các cái mục tiêu đặt ra của điều trị toàn diện. Nhưng mà một cái đòi hỏi rằng với một quá trình điều trị lâu dài như thế, có thể gọi là 18, 20 năm lại đấy. Lực lượng y tế nào sẽ can thiệp cho cháu? Thế giới cũng như là trong nước và đặc biệt là tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 mình. Thì qua quá trình mà 12 năm thực hiện cái điều trị toàn diện, như bác sĩ, như tiến sĩ Thùy Dương vừa giới thiệu là chúng ta đã có 10.000 ca thành công trong điều trị toàn diện. Thế thì là khởi đầu, như tôi có nói khi nãy, bác sĩ siêu âm là người đầu tiên mà phát hiện ra cái dị tật của cháu. Rồi phát hiện dị tật rồi thì lúc đó bác sĩ tâm lý và bác sĩ răng hàm mặt phải vào cuộc là gặp gỡ thai phụ để động viên họ là bây giờ cháu nó bị như thế. Nhưng mà bác sĩ răng hàm mặt sẽ nói rằng cháu bị như thế nhưng mà khả năng của bác sĩ có thể là phẫu thuật, có thể sửa chữa cho cháu là trở lại là bình thường như các cháu khỏe mạnh khác. Và cái điều này rất quan trọng trong cái khoảng thời gian này. Đây là khoảng thời gian từ tháng thứ 5 đến thời điểm sinh. Tôi gọi khoảng này là khoảng thời gian nhạy cảm. Và có một cuộc chiến nho nhỏ diễn ra giữa người bác sĩ làm tư vấn là vận động người nhà giữ cháu lại. Để mà ngăn chặn, để mà đấu tranh lại một cái luồng tư tưởng đó là sẽ hủy thai. Rất nhiều cháu đã bị hủy thai. Vì là khi biết cái là em bé bị khe hở môi vòm thế này. Và điều thứ ba, tôi xin lỗi các đồng nghiệp siêu âm
là một vài đồng nghiệp siêu âm của mình đó, là khi mà siêu âm phát hiện ra cháu nó bị khe hở môi vòm này thì lại khuyến khích người nhà là thôi bỏ nó đi, nó bị khe hở như thế này, sinh ra rồi nó cũng chết, à thôi thì bây giờ hủy sớm nó đi để mà chuẩn bị có lại đứa đứa khác. À, và đây cũng là một cái nỗi đau mà tôi cảm nhận trong suốt cuộc đời hành nghề của mình. Tôi đã có những cái trường hợp phải nói rằng nếu như để chỉ đi lướt qua nhau mà không dừng lại á, thì một sinh mạng đã không có tồn tại trên cõi đời này. Một bà mẹ mang thai, bụng cũng khá bự rồi, đi từ cổng vào bệnh viện hướng về khoa ra hàm mặt. Trong lúc đó, sau giờ làm việc tôi đang đi ra, trong quá trình đi thấy tôi nhìn bà ấy mà tôi linh cảm, tôi nói rằng ồ, không chừng bà này đi tìm mình. Yếu tố nghề nghiệp cho tôi cảm nhận điều đó. Yeah. Quả nhiên khi đến thấy tôi đang nhìn bà đặt câu hỏi ngay: chú ơi, chú có biết bác sĩ Đẩu không? Tôi nói tôi đây. Trời ơi, bác sĩ mừng quá, con chỉ sợ là con qua trễ một tí, vậy bây giờ 4:15 rồi bác sĩ về mất thì con không gặp. Thế chuyện gì đó cô? Con đang ở một phòng mạch bác sĩ tư chuẩn bị hủy thai. Nhưng mà cái cô điều dưỡng ở phòng mạch nó coi hồ sơ thì mới hỏi con: ủa tại sao để hủy thai? Em bé này nó chỉ bị hở môi hở vòm mà. Cô đã gặp bác sĩ Đẩu chưa? Cô nói lần đầu tiên trong đời nghe tên bác sĩ. Thế thì theo sự hướng dẫn của cô điều dưỡng đó, cô tức tốc có qua gặp tôi với một lời nhắn: đi nhanh, vì thường giờ này là giờ bác sĩ về. Mà may mắn quá, một cái duyên gặp nhau. Thế là tôi với cổ cùng nhau ngồi nói chuyện một tiếng đồng hồ, tôi thuyết phục cổ, cuối cùng cổ đồng ý giữ đứa bé lại. Rồi cổ chuyển điện thoại nhờ tôi là thuyết phục ông chồng. Ông chồng đã ngồi ở bên chỗ hủy thai, tôi thuyết phục ông chồng cũng rất là dễ, bởi vì một cái điều chúng ta cần, bố mẹ nào cũng thương con, thương nấm ruột của mình, dù nấm ruột đó nó không có trọn vẹn đi nữa. Nhưng mà cuộc đấu tranh của tôi được chuyển qua hai cái ông thủ lĩnh của gia đình bên nội bên ngoại, đó là ông bên ngoại và ông bên nội. Cương quyết hủy thai, dòng họ tôi không có ai là bị cái bệnh này. Nhưng mà cuối cùng may mắn thay, tôi vẫn là người chiến thắng. Thế là cháu bé được theo dõi cho đến ngày sinh ra. Đến 3 tháng tuổi, tôi và ekip phẫu thuật cho cháu. Và bây giờ, cháu là đứa bé này đây. Cháu là đứa bé này đây. Bây giờ là 9 tuổi, khỏe mạnh, đẹp trai, là lớp trưởng của lớp. Và đây, quý vị nhìn thấy một xấp giấy khen trong vòng lãnh thưởng cuối năm. Đây là minh chứng cho chúng ta thấy rằng điều trị của chúng ta thành công. Quý phụ huynh thấy đây là một câu chuyện thực sự là đem lại nhiều cảm xúc. Dạ, để cho chúng ta thấy được rằng là việc điều trị cho con, thứ nhất là chúng ta không đơn độc. Dạ, quý phụ huynh, gia đình có con bị có cái dị tật hở môi vòm, khe hở môi vòm đi chăng nữa, thì là quý vị phụ huynh hãy nhớ rằng chúng ta sẽ tiếp cận với chuyên viên y tế, là gồm có đầu tiên là các bác sĩ chẩn đoán cho con trong thai kỳ, sau đó là các bác sĩ nhi khoa chăm sóc con từ ngay những khi con vừa chào đời, làm sao để con ăn uống được, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật là đóng được cái khe hở môi vòm đấy. Và không những thế, chúng ta còn thêm những tập bài tập vật lý trị liệu đó, hỗ trợ cho các con. Rồi chúng ta còn có thêm được những là chuyên viên tâm lý hỗ trợ về mặt là vừa cho cha mẹ, vừa cho gia đình và cho bản thân con, để con lớn lên, con tự tin, con hòa nhập. Và cái chuyện theo dõi đó mặc dù là lâu dài đó, nhưng mà quý vị yên tâm, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 chúng ta có đầy đủ hết những phương tiện đó. Và chúng tôi đã thành lập những trung tâm để điều trị toàn diện cho trẻ. Chúng tôi sử dụng, giống như bác sĩ Đẩu chia sẻ, là cái từ là điều trị toàn diện và theo những quan điểm mới. Chúng tôi luôn cập nhật và đem lại cho, làm sao để hỗ trợ cho trẻ những cái điều trị tốt nhất. Có thể chia sẻ thêm với tiến sĩ Thùy Dương và các bạn nghe đài về cái chuyện, cái chữ toàn diện trong cái điều trị này. Đó là chúng ta sẽ mở rộng ra cái sự can thiệp toàn diện này, có bàn tay của xã hội bên ngoài cùng chung tay với là ngành y tế. Đó là cái gì? Đó là các tổ chức từ thiện, có thể là các nhà hảo tâm, và đặc biệt là cái địa phương nơi mà mẹ và con đang sinh sống.
Bởi vì không ai phát hiện ra bệnh của cháu sớm sớm hơn là y tế địa phương. Chính quyền đoàn thể đó, nếu như họ biết là cái bệnh này là bệnh mà cần có sự điều trị sớm và đúng hướng, thì đoàn thể, thí dụ như hội phụ nữ hay đoàn thanh niên cùng nhau là hỗ trợ để đưa em bé nó đến gặp bác sĩ để mà điều trị. Và khi cháu đến tuổi đến trường thì thầy cô cũng nên biết về cái bệnh này để mà định hướng cho những học sinh bình thường khác của mình có cái ứng xử nó phù hợp, tránh cái tạo nên cái tổn thương tâm lý cho đứa bé kém may mắn đó, để mà giữ chân nó lại, để nó cùng đồng hành với các bạn bè nó thì nó như thế thì tương lai nó sẽ chắc là sẽ ở một cái mức độ mà nó hoàn hảo như chúng ta mong muốn hơn. Ngoài ra, như tôi nói ban đầu, đây là một cái bệnh mà cái chuyện phòng ngừa nó rất là quan trọng. Do vậy là 12 năm nay là Bệnh viện Nhi đồng 1 là có sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, đó là các phóng viên báo chí, truyền hình, phát thanh đã cùng cộng tác với chúng tôi để chuyển tải những cái thông điệp, những cái hướng dẫn từ bác sĩ ra ngoài cộng đồng. Hay là nêu như những tấm gương, những cái người mà đã cống hiến với cái chương trình điều trị này để mà động viên tinh thần cho cộng đồng và lôi kéo thêm nhiều người mà hảo tâm để cùng tham gia. Và một cái điểm đặc biệt nữa cũng mang tính toàn diện rằng chúng tôi đã thành lập một cái câu lạc bộ nụ cười trẻ thơ. Câu lạc bộ này ai là thành viên? Đó chính là bố mẹ của các cháu mà bị khe hở môi vòm. Chúng tôi mời vào. Qua câu lạc bộ này thì các bậc cha mẹ là có dịp là trao đổi thông tin với nhau. Người đi trước sẽ truyền lại thông tin cho những bố mẹ trẻ hơn đi sau là con sinh ra như vậy thì cho bú lên như thế nào, sữa loại gì, cách pha làm sao, bú thế nào cho tránh được cái bị sặc vân vân, và chuẩn bị cho con mình trước cuộc mổ ra sao, cái chăm sóc sau mổ như thế nào, và để là mang lại sự an tâm cho những người đến sau là hiện giờ con của chúng tôi, những người đi trước là bây giờ bác sĩ điều trị đã là một cái đứa trẻ nó khỏe mạnh, nó nhanh nhẹn, nó thông minh, nó học giỏi. Nhưng mà đồng thời là các bậc cha mẹ họ cảm thấy vấn đề con mình bị dị tật như thế nó cũng trở nên nó nhẹ nhàng hơn, tâm tư không còn trĩu nặng như là khi mà họ còn đơn độc. Vâng, rất là ý nghĩa. Vâng, em xin em thấy các phụ huynh hay có một cái quan tâm rất là xác thực. Đó là xin nhờ bác sĩ chia sẻ là có tổ chức hay chương trình nào hỗ trợ điều trị cho dị tật này của trẻ hay không? Vâng, thưa quý khán giả nghe đài, chúng ta vừa biết rằng điều trị toàn diện là một quá trình nó kéo dài 18 đến 20 năm và không biết bao nhiêu công việc mà phải can thiệp cho cháu bé. Do vậy, xét về chuyện là gánh nặng y tế, gánh nặng về mặt tài chính là rất lớn. Thế thì ở tại Bệnh viện Nhi đồng 1 nói riêng hay là trong cái xã hội mình hiện nay thì cũng có những cái may mắn rằng cái thứ nhất á, là với cái chính sách mà miễn phí cho các cháu dưới 6 tuổi thì đa số các cháu vào viện á, là đều được là miễn phí cái tiền viện phí và tiền điều trị. Cái thứ hai nữa là giả sử như một số trường hợp đặc biệt gia đình nghèo khó quá, tiền ăn không có, tiền đi xe cộ đi về cũng không, vân vân, bởi vì không phải là chi phí cho bé không mà cả cha cả mẹ rồi cả gia đình họ ở nhà đó nữa. Do vậy là đã có những cái nhiều cái tổ chức từ thiện đã đồng hành cùng cái chương trình này. Chúng ta cũng có, nhưng mà riêng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thì có một cái tổ chức, đó là tổ chức Smile Train train là cái đầu xe lửa, không biết tôi nói tiếng Anh như thế có đúng không. Smile là nụ cười. Biểu tượng của tổ chức này là một cái đầu xe lửa, trên đó có vẽ cái nụ cười của trẻ thơ trên cái đầu xe lửa đó. Đấy. Thì tổ chức này đã đồng hành với Bệnh viện Nhi đồng 1 trong vòng 12 năm nay để trợ giúp cho những cái gia đình, những cái hoàn cảnh nào mà gặp khó khăn. Do vậy là chính vì vậy mà tôi nghĩ là một cái cơ hội, một cái điều may mắn cho những gia đình. Dạ, vâng, em nhận được một câu hỏi là xin chào bác sĩ, hiện tại em đang mang thai được 7 tháng. Em đi siêu âm 4D thì bác sĩ chẩn đoán là bị xích môi trẻ vào một bên. Dạ, vậy bác sĩ cho em hỏi khi nào con em được phẫu thuật sớm nhất? Dạ, và nếu mà
Em thấy là có một số trường hợp có thể phẫu thuật ngay khi trẻ sơ sinh mới được 1 tuần tuổi. Đó, thì có đúng không? Đó, em vẫn cũng rất là lo, em muốn hỏi thêm về chi phí phẫu thuật là bao nhiêu và khả năng phục hồi có để lại sẹo hay không. À, thưa quý vị, trong quá trình điều trị toàn diện thì sau khi em bé sinh ra thì cỡ khoảng 1 tuần tuổi thì quá trình điều trị toàn diện đã khuyên rằng gia đình nên đưa em bé đến khoa răng hàm mặt của Bệnh viện Nhi Đồng 1 để được làm một cái khí cụ có tên gọi là khí cụ NAM. À, NAM đây có người viết bằng theo kiểu tiếng Việt là NAM, nhưng mà đó là ba chữ viết tắt của tiếng Anh, đó là Nasal Alveolar Molding, tức là khí cụ nắn chỉnh môi mũi. Khí cụ này sẽ mang cho trẻ và theo tiêu chí rằng mang càng sớm càng tốt. Khi trẻ còn non ngày thì cái xương, đặc biệt là cái sụn á, xương thì mềm, sụn thì dễ được uốn nắn. Do vậy mang cho cháu càng sớm thì kết quả sau này nó sẽ đạt được cái sự tối ưu của nó. Và mục đích của mang khí cụ này là gì? Cái thứ nhất á, khí cụ nó có một cái nền nhựa, nó bít lấy khe hở ở vòm, giúp cho cháu nó bú được dễ dàng hơn, sữa nó không sặc lên trên mũi. Đó là cái chuyện mà bú. Cái thứ hai nữa, khí cụ này nó sẽ có một hoặc hai cái thanh chống cái mũi. Như tôi nói khi đầu là trẻ khe hở mô vòm bao giờ cái lỗ mũi bên khe hở nó cũng xẹp xuống, thì bây giờ khí cụ này giúp chống cái mũi lên cho nó cao, và đến một thời điểm nào đó nó đã đủ cái độ cao của nó thì lúc đó bác sĩ phẫu thuật sẽ tiến hành mổ, thì rất là dễ mà đạt được một cái mổ đẹp, một cái lỗ mũi được nâng lên tròn trịa, cân đối hoàn hảo, đúng không? Đấy là cái khí cụ tôi gọi là khí cụ NAM. Thì tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì chúng tôi cũng đã triển khai cái kỹ thuật này lâu lắm rồi, và cũng đã được điều trị miễn phí. Do vậy thì các gia đình hãy mạnh dạn đưa các cháu bé đến để mà mang khí cụ NAM ngay trong tuần đầu tiên sau khi sinh. Và các đồng nghiệp ở nhà bảo sinh thì cũng xin ủng hộ giúp cho, là khi mà phát hiện là cháu bé sinh ra mà nó có khe hở môi vòm thì cái lời hướng dẫn đầu tiên là hãy mang cháu đến khoa răng hàm mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1. Đây là không phải quảng cáo. Đây là một cái định hướng để cháu đi đúng cái đường điều trị của mình. Thế thì trong suy nghĩ của phụ huynh thì luôn quan tâm cái chuyện rằng khi nào con mình được mổ. Khi nào con mình được mổ. Và cái chữ mà thời điểm mổ nó cũng là vấn đề mà hiện nay là chưa được sự thống nhất. Thì một là có nên mổ sớm vào lúc 7 ngày tuổi hay không? Thế thì trả lời chung và đại trà thì nói rằng không nên. Không nên. Bởi vì là một cái can thiệp là quá sớm khi bé nó mới vừa lọt lòng mẹ chỉ có mấy ngày, chắc chắn nó ảnh hưởng đến sức khỏe của nó. Đó là một. Thứ hai nữa là với 7 ngày tuổi á, cái cấu trúc môi mũi của cháu á, là nó còn rất là mỏng manh, rất là mỏng manh, mọi cái thao tác phẫu thuật nó đều không thể nào mà đạt được cái độ tinh xảo cần thiết của nó. Là hai. Tuy nhiên đây là cũng là một cái ngoại lệ. Ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam mình thì cũng có một vài nơi cũng có áp dụng, nên là cháu nó khoảng 7 ngày tuổi thì tiến hành mổ. Nhưng mổ đây không phải là mổ đóng khe hở môi, mà mổ ta dùng cái từ là dán. Dán có nghĩa là người ta tích rạch trên cái niêm mạc của hai cái bờ, xong người ta khâu tạm để cho hai cái bờ đó nó dính nhau lại. Để mà làm gì? Một á, là hình ảnh khuôn mặt cháu nó cũng đẹp hơn. Cái ảnh hưởng tâm lý đối với bố mẹ nó cũng giảm nhẹ đi. Tuy nhiên, rồi 3 tháng tuổi cháu này cũng phải lại được mổ lại. Và ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì không khuyến khích cái chuyện mà mổ 7 ngày tuổi, mà 3 tháng tuổi là cái tuổi lý tưởng. Về vấn đề mà một số bệnh viện chọn cái chuyện là mổ lúc 6 tháng tuổi thì thông thường thì ở các bệnh viện đó là họ không có cái đội ngũ các bác sĩ mà gây mê cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Cho nên đó là lý do mà các đồng nghiệp phải chọn cái tuổi nó cao hơn, để cái độ an toàn về mặt gây mê nó cao hơn, thì điều đó tôi thấy cũng rất hợp lý. Cho nên tùy theo cái điều kiện của mỗi cơ sở mà cái thời điểm chọn cái bắt đầu mổ nó có khác nhau. Và
Một cái vấn đề nữa người nhà có đặt ra là liệu rằng mổ xong như thế là cái sẹo nó có đẹp hay không? Thì một cái sẹo mà muốn đẹp á, thì nó phải có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là yếu tố quyết định, tức là người bác sĩ đó đủ kỹ năng để mổ để có được một cái sẹo đẹp. Cái này là yếu tố quyết định. Nhưng mà hai cái yếu tố chi phối là gì? Là nếu như cơ địa của cháu là một cơ địa mà tình trạng sức khỏe nó có vấn đề, nó ảnh hưởng đến cái chuyện lành thương, hay là cơ địa của cháu là cơ địa mà cái sẹo nó bị lồi, sẹo lồi chẳng hạn, thì cái sẹo đó có thể là nó bị ảnh hưởng, nó không được đẹp lắm. Vấn đề thứ ba là trong quá trình mổ, em bé nó chỉ tiếp xúc với bác sĩ trong vòng một ngày hoặc thậm chí là ba ngày. Còn khoảng thời gian mà lành thương kéo dài sau mổ là vấn đề chăm sóc của người nhà. Nếu như người nhà được hướng dẫn tốt, thực hiện đúng, sẹo sẽ đẹp. Và ngược lại, nếu không tốt thì sẹo nó sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy, sẹo nó cũng nói đây là nó là kết quả tổng hợp của bản thân cháu bé, của bác sĩ và của người nhà. Cho nên nó rất cần cái sự cộng tác cũng như chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa bác sĩ với người nhà. Đó là lý do. Dạ, cảm ơn bác sĩ Đầu vì những chia sẻ rất là chi tiết. Em nghĩ là những thông tin vừa rồi đã giúp cho các phụ huynh đang theo dõi chương trình là đã rõ hơn về cách làm sao mà về thời điểm phẫu thuật cũng như là cách chăm sóc trẻ sau khi được phẫu thuật xong.